Triển lãm công nghiệp quốc phòng IDEF của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những triển lãm công nghiệp quốc phòng uy tín trên thế giới, thu hút sự tham dự của đại diện chính phủ, Bộ Quốc phòng, quân đội các nước cùng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới. Nhân chuyến công tác, bên cạnh việc tham quan các gian hàng tại triển lãm và tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã có các cuộc gặp với Tiến sĩ Zelay Sami Tufekci, Quốc vụ Khanh về Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đại tướng Selçuk Bayrak Taoğlu, Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và ông Gökhan Uçar, Phó Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và khả năng như công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn, đào tạo, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ cảm ơn chân thành về việc Việt Nam đã cử đội cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất vào tháng 2 vừa qua tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trưởng đoàn Việt Nam chia sẻ với những mất mát, đau thương mà đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ phải trải qua trong trận động đất tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tin tưởng với ý chí, nghị lực và sự đoàn kết của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự điều hành chỉ đạo của Tổng thống Erdogan và các cấp lãnh đạo, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục xây dựng đất nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng thịnh vượng. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã thông báo và